được danh sắc ở hiện tại, thức quả ở hiện tại, nó có các cái tâm hiện thế và siêu thế đi kèm với thức. Và cái thức quả ở hiện tại thì nó cũng sinh ra cái sắc do tâm sinh, trừ cái tâm tục sinh, chỉ có mỗi cái tâm tục sinh là chưa có sắc do tâm sinh, còn các cái tâm khác đều có sắc do tâm sinh. Sự sinh của thức hữu phần đến danh sắc hữu phần sinh, thức hữu phần đến nhân danh sắc hữu phần là quả. Với sự sinh của thức cận tử danh sắc cận tử sinh. Rồi, cái này. Bây giờ những cái tâm nào mà nó không sinh ra sắc, có cái tâm thức nào mà nó không sinh ra sắc, có một bốn cái tâm vô sắc giới thì nó không sinh ra sắc, chỉ đặc biệt là có những cái tâm thức mà nó thuộc về tâm thức vô sắc giới thì nó không có sinh ra sắc. Như là một người giờ hành thiền mà chứng đắc các bốn tầng thiền vô sắc giới thì lúc đấy nó tạo thành cái thức nghiệp với vô sắc giới, thì sau này nó trở thành cái thức quả. Cái thức quả ở vô sắc giới tức là cái chúng sinh đấy sinh về cái cõi vô sắc giới không có thân, chỉ có tâm mà không có thân. Nên thì cái đấy là nó cái tâm mà nó không nương vào sắc. Những tâm nào không cần nương vào sắc mà vẫn sinh lên, tâm vô sắc giới không cần nương vào sắc mà nó vẫn sinh lên. Có những cái tâm mà nó không cần nương vào sắc, đó là những tâm vô sắc giới. Như một người hành thiền mà đắc các tầng thiền vô sắc giới, tâm nó không nương vào các cái mắt tai mũi lưỡi gì hết, nó không nương vào các cái căn, nó không nương vào cái sắc vật chất này, mà nó nương vào các khái niệm ấy, nó sinh lên. Thức nghiệp tham thì sẽ trợ duyên cho danh sắc như thế nào? Bây giờ có một cái thức nghiệp tham. Bây giờ một cái người người ta tạo, người ta khởi những cái tâm tham, người ta tạo rất là nhiều những cái ác nghiệp, những cái tâm tham là người ta đi ăn trộm. Tâm tham rồi người ta đi làm cái gì đó với tâm tham thì nó cũng tại một cái thức nghiệp tham. Thức nghiệp tham nếu cho quả lúc tục sinh, nếu mà cái lúc tục sinh ấy, cái lúc mà cái cận tử sau đó nó trở thành tâm tục sinh mà khởi lên tâm tham thì hóa sinh làm ngã quỷ, có cái tâm thức luôn khao khát không được thỏa mãn và có cái sắc thần kinh xấu xí, kinh dị xấu xí. Đấy là cái tâm tham. Thì bây giờ ở hiện tại này mà cái người có tâm tham khởi lên cái tâm tham thì lúc ấy nó làm sao? Cái tâm thức của mình nó cũng khao khát. Hoặc là cái tâm tham nó cho quả sau khi đã tái sinh, có cái tâm cũng khao khát không thỏa mãn đối với cảnh trần dục. Mà cái người có cái khi mà khởi lên tâm tham không thỏa mãn, mình thích cái này rồi khi mình đạt được rồi mình lại thích cái khác, cái này đạt được cái thích cái khác, cái có rồi lại muốn có nữa, có rồi lại muốn có nữa, cái gì cũng vậy, không bao giờ biết thỏa mãn, không bao giờ biết dừng lại. Đây là cái tâm tham nó cho quả để làm cho cái tâm nó khao khát cảnh trần như vậy, có cái sắc thân. Mà cái người mà có cái tâm tham như vậy thì cái thân này nó có mạnh khỏe, cái thân nó sẽ tiểu tụy ốm yếu tiểu tụy. Khởi lên cái tâm tham nó thiêu đốt cái lòng dục tham nó thiêu đốt, nó làm cho cái thân thể tiểu tụy. Thì khi sinh làm ngã quỷ vậy thì cái thân nó rất là gầy, cho nên là trong các cái kinh mà ngã quỷ sự thường thường diễn tả những cái ngã quỷ mà bụng thì nó to, xương sườn thì nó lộ rõ, mắt thì nhô nên, rồi là cái thân thì nó đen đui, rồi là răng thì nó chìa ra ngoài trông rất là ghê sợ. Thì đấy là nó là cái quả, cái sắc thân đấy là quả của cái tâm tham. Sắc thân đấy là quả của cái tâm tham ở trong quá khứ nó cho ra cái quả như vậy. Rồi là cái tâm thì luôn luôn khao khát đói, nhưng mà cứ đòi ăn. Cho nên là cái nhà nào mà có nhiều người thân mà chết làm ngã quỷ suốt ngày phải đòi ăn, ngày cúng cho tao cái này, cúng cho cái kia. Nhà mà cứ đi xem bói mà cứ thấy người ta về người ta đòi là phải làm cúng bái cho tôi, biết là nhà đấy rất nhiều ngã quỷ. Rất nhiều ngã quỷ đòi ăn mà, lúc nào cũng khao khát. Nếu mà cái ngã quỷ đấy nó khao khát tiền nữa mà phải đốt thật nhiều tiền cho tôi rồi tiêu. Cái ngã quỷ nó dính mắc với nhà bảo hãy làm cái nhà đốt cho tôi. Nhưng mà cái ngã quỷ nó dính mắc với thức ăn thì đốt thức ăn cho tôi. Nhưng mà có nhà thì bảo phải đốt hình người, hình nhân thế mệnh là làm sao?
là cái khát quỷ nó khao khát với người, muốn ăn thịt người hay sao? Đấy là thì ở thế gian nó từ những cái tâm đấy nó sinh ra những cái hình thức mê tín đấy, những cái hình thức thế gian là vậy. Nếu cho quả sau khi tái sinh thì tâm thức thường khao khát không thỏa mãn với cảnh trần dục, có sắc thân tiểu tụy ôm yếu. Ai mà hay ôm yếu nhiều có khi có tâm tham cũng mạnh quá, giảm bớt đi cái này hết bệnh. Ít tham thôi thì để cho bệnh viện đỡ người. Thức nghiệp sân trợ duyên cho danh sắc như thế nào? Cái nghiệp sân, thức nghiệp sân khi nó trợ duyên cho danh sắc, nếu cho quả lúc tục sinh thì thường hóa sinh ở trong địa ngục, có tâm thức phải cảm thọ những nỗi thống khổ, tức là bị thiêu đốt ở trong địa ngục, có cái xác thân bị hành hạ thiêu đốt liên tục và chết đi sống lại, cái tâm sân nó thế. Nếu mà cho quả cái lúc tục sinh ấy, cái lúc mà cái lúc cái thời điểm cận tử mà còn khởi lên cái tâm sân này thì rất dễ đi vào địa ngục. Đi vào địa ngục rồi thì cái tâm sân đấy nó sẽ cho ra cái quả, đó là cái sắc thân thì bị thiêu đốt, bị đâm chém, bị giết, bị chết đi sống lại, tâm sân chết đi sống lại. Và cái lúc đấy thì nó cái tâm thì lúc nào cũng luôn luôn sầu bi, cái tâm ấy thì nó luôn luôn khổ não. Thế là cái thức sân nó cho là quả như vậy. Nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì có cái tâm thức nóng nảy, như một người bây giờ người ta sinh lại làm người, người ta cái lúc mà đi tục sinh người ta không đi tục sinh với tâm sân, người ta tục sinh với tâm tốt, nhưng mà khi sinh làm người rồi thì cái thức nghiệp sân đấy nó cho quả ở cái cõi người, thì nó làm cho cái người đấy tự nhiên trở nên nổi nóng bất mãn với mọi người xung quanh. Tại sao có những cái người ta nóng tính, người ta gây sự, người ta thích chửi nhau, ai người ta thích cãi nhau, ai người ta thích gây sự với mọi người, thì cái tâm sân nó là vậy. Bản chất của cái tâm sân nó sinh ra cái tâm bất mãn như vậy, không hài lòng như vậy. Đấy. Và có cái xác thân rất là dữ tợn. Người có cái tâm sân thì mình nhìn thấy có biết không? Nhìn cái mặt của người sân biết không? Dữ tợn. Tâm sân này. Thì cái tâm này là cái tâm này nó tạo ra cái sắc như vậy, nó tạo ra cái xác thân như vậy. Nên bây giờ nhìn thấy người có tâm sân có sợ không? Sợ. Thì nó dữ tợn như vậy. Thế nên là cái người có tâm sân này thì thích cái gì? Thích đánh nhau. Thích đi đánh nhau. Cho nên là nếu như trên thế gian này mà có nhiều người có tâm sân xuất hiện thì làm sao? Chiến tranh. Chiến tranh liên miên, đánh nhau suốt ngày. Thời bây giờ chắc cái người tâm sân này ít hơn, đỡ chiến tranh. Mấy chục năm trước cái tâm sân nhiều quá, chiến tranh. Nhưng bây giờ cái tâm sân ít thì cái tâm gì nó nhiều? Tâm tham nó nhiều. Cho nên bây giờ bệnh viện nhiều. Thức nghiệp si mà trợ duyên cho danh sắc thì nó làm sao? Thức nghiệp si trợ duyên cho danh sắc, nếu mà cho quả lúc tục sinh thì thường tái sinh làm súc sinh. Lúc chết ấy mà cái tâm si này nó còn khởi lên, nó hoài nghi, nó do dự, nó không biết là mình chết mình sẽ đi về đâu nhỉ. Lúc ấy nó chết thì nó hoài nghi mà không biết là mình làm mấy cái việc việc bất thiện ấy rồi chết thì mình có bị cái quả báo không, hay là mình làm những cái việc thiện thì không biết là chết mình có được hưởng cái phước báo không. Cái tâm hoài nghi do dự nó khởi lên thì lúc đấy nó là tâm si hoài nghi. Chỉ có si hoài nghi này nó mới đi tục sinh, còn cái si phóng dật nó không đi tục sinh. Si phóng dật nó rất là yếu mà nó không tạo thành cái nghiệp đi tục sinh được. Đi tục sinh nó phải là cái nghiệp khá mạnh. Thì cái lúc chết là cái nghiệp nào mạnh nhất thì cái nghiệp ấy đi, nó trở thành cái nghiệp mà nghiệp đi tục sinh, nó trở thành cái nghiệp cận tử và đi tục sinh cái nghiệp đấy. Còn những cái tâm phóng dật thì cái tâm nó yếu, cho nên là nó không tạo thành cái nghiệp mạnh được, cho nên nó không đi tục sinh được. Nếu tâm thức ngu si không biết phân biệt phải trái đúng sai tốt xấu, nếu mà cho đi tục sinh cái lúc lúc mà mình đi tục sinh bằng tâm si thì cho tái sinh làm súc sinh, không biết phân biệt phải trái đúng sai tốt xấu, là những con súc sinh là nó thể có sắc thân bản sinh, xương sống luôn ngang hạng với mặt đất, biểu hiện của loài có trí tuệ thấp kém.
Giờ thấy có cái con vật nào mà cái xương sống nó dựng thẳng lên trời không? Không có con vật nào cái xương sống nó cũng ngang ngang này, con rắn này, con cái xương nó ngang ngang mặt đất nhé, con trâu, con bò nhé, những con lợn, con gà, không có một cái con vật gì mà cái xương nó dựng thẳng mà. Cái con gì mà nương xương nó cũng phải ngang ngang, thì đấy là cái loài bàn sinh đó vậy. Nhưng Đức Phật mới gọi cho tất cả cái chúng sinh là bàn sinh. Bàn sinh có nghĩa là cái xương sống nó ngang bàn này, ngang ngang này, ngang ngang mặt đất này. Bây giờ mình có thấy có cái người nào mà cái về già rồi bắt đầu cái xương bắt đầu xương sống bắt đầu nó vẹo xuống này, người nó gù gù xuống này, xương bắt đầu trở nên ngang ngang này, người đấy rất là nguy hiểm đấy, nguy hiểm. Người đấy mà không tạo thiện nghiệp nhiều là bắt đầu sắp trở thành bàn sinh ạ. Có thức dân bẩm sinh, nếu cho quả sau khi tái sinh thì có tâm thức ám độ. Nếu mà cái nghiệp si này nó cho quả sau khi tái sinh rồi, như sinh làm người rồi, thì nó cũng làm cho cái người đó có tâm thức ám độ, không có phân biệt được đúng sai, tốt xấu, thiện ác, và có cái sắc thân cũng thô xấu. Nhưng mà cái nghiệp mà nghiệp bất thiện, nghiệp si nó cho quả, nó cũng thế, nó cho quả, nó cũng tạo ra cái sắc thân xấu và cái tâm thức nờ đờ, cái tâm thức không ngu ngu dốt, và cái sắc thân nó cũng trở nên thô. Thức nghiệp đại thiện dục giới khi mà trợ duyên cho danh sắc, cái thức nghiệp thiện, những cái tâm thiện dục giới như là cái tâm như là một cái người bố thí giữ giới phục vụ cung kính, làm những cái thiện nghiệp ở cái cõi dục giới này, thì những cái tâm đấy khi mà nó hỗ trợ, nó trợ duyên cho danh sắc sinh, thì nếu mà nó cho quả lúc tục sinh thì nó sẽ cho làm người hoặc chư thiên ở có sáu cõi trời dục giới, có cái tâm thức an vui hài lòng với những cảnh trần và có sắc tâm mạnh khỏe xinh đẹp. Nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì có tâm thức an vui hài lòng với những cảnh trần và có sắc thân mạnh khỏe xinh đẹp. Đấy là khi mà những cái tâm thiện mà nó trổ quả thì nó cũng sinh ra cái danh sắc như vậy. Tâm thiện thì nó sẽ cho ra cái quả. Tâm thì luôn luôn cảm thấy an vui. Vì cái gì mà mình cũng được hài lòng thì mình phải vui vẻ. Còn nếu như mà cái gì mình cũng không được như ý thì lúc đấy nó mới sinh ra bực bội, khó chịu. Khó chịu là thấy cái gì nó cũng không như ý mình. Còn cái gì nó cũng hài lòng mình cũng hài lòng. Thì lúc đấy là do tâm thiện, cái thiện nghiệp nó trổ quả. Bây giờ có cái thiện nghiệp nó trổ quả, ai cũng sẽ làm hài lòng mình. Mình muốn cái gì là mọi người chiều theo cái đấy. Thì lúc đấy là thiện nghiệp nó trổ quả. Nhưng mà cái lúc mà bất thiện nghiệp nó trổ quả, mọi người quay ra chống đối, mọi người quay ra chống đối mình muốn cái này nhưng người ta làm theo kiểu khác, thì lúc đấy mình trách ai? Trách ai? Lúc đấy mình nổi khùng lên, mình trách người ta hay trách mình? Thì lúc đấy mình trách mình, sẽ tạo cho mình sao mình lại không tạo cái thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp. Bây giờ người ta mới làm cho mình khó chịu cái này. Cho nên là Đức Phật mới bảo là Đức, cho nên là ngài A Nan có một lần ngài A Nan ngài tán thán là bạch Đức Thế Tôn, cái pháp duyên khởi là cái pháp nó thâm sâu như vậy, nó thâm sâu như vậy, nó sâu sắc như vậy, nhưng mà nó vẫn không khó đối với con. Là khi mà ngài A Nan ngài phân biệt cái pháp duyên khởi, xong ngài bảo ngài bạch Đức Thế Tôn như vậy, thì lúc ấy Đức Phật mới nói là này A Nan, thì chúng sinh vì không có giác ngộ được cái giáo lý duyên khởi, cho nên là chúng sinh mới rối ren như một tổ kén, rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Tức là cái cuộc sống ở thế gian này nó rối ren, nó rối loạn, bởi vì chúng sinh không hiểu được cái nhân, không hiểu được cái quả, không hiểu được cái nhân gì nó sinh ra cái quả này, nó chỉ thấy được quả mà không thấy được nhân, cho nên là cứ đi trách cứ không đúng chỗ. Đó là do cái nhân của mình tạo, bây giờ nó ra quả mình đi trách người khác. Người khác nên chẳng qua là người ta cũng bị tác động bởi nhân quả. Thế là mình tại càng như thế thì nó lại càng rối thêm. Cái nghiệp nó lại càng rối thêm. Cho nên một cái người mà hiểu ra được nhân quả rồi thì luôn luôn biết chấp nhận cái chuyện gì nó xảy ra, chấp nhận. Tốt chấp nhận, xấu chấp nhận. Người ta làm hài lòng cũng chấp nhận.
người ta chống đối cũng chấp nhận, đấy là nghiệp của mình mà. Thức nghiệp sắc giới trợ duyên cho danh sắc như thế nào? Là cái nghiệp sắc giới, tức là một cái người mà suốt ngày ngồi thiền ăn, xong thì lúc ấy là nhập vào các tầng thiền. Khi nhập vào các tầng thiền thì tạo ra cái thiện nghiệp sắc giới. Vậy khi mà cái thiện nghiệp sắc giới nó sẽ cho quả, thì nó cho quả ra cái danh sắc như thế nào? Nếu mà cho quả cái lúc tục sinh, hóa sinh vào 16 cõi phạm thiên sắc giới, có tâm thức định tĩnh, không câu uế của tham dục và sân hận. Khi mà những cái tâm thiền thì nó cho quả thì nó sẽ cho quả ở cái cõi phạm thiên, nó sinh ra những cái tâm quả rất là định tĩnh. Thì cái lúc mà người ngồi thiền rất là định tĩnh, không có cấu uế, tức là khi mà sinh về cái tâm, về cái cõi phạm thiên đấy, những cái vị phạm thiên không khởi lên cái tâm tham dục, không có khởi lên cái tâm ưa thích với cái cảnh trần bên ngoài, không có sân hận, không bao giờ tức giận với ai. Cho nên ở cái cõi phạm thiên này là một cái đời sống nó hoàn toàn nó khác với thế gian, không có cái sự mua bán, không có cái sự đẹp hơn thua, không có cái chiến tranh, không bao giờ đánh nhau, không bao giờ cãi chửi nhau, vì người ta không có tâm sân, người ta không có tức giận với nhau, không có tâm tham, cho nên là người ta không có cái sự cạnh tranh gì hết, không ưa thích cái gì cả, cho nên cái tâm lúc nào cũng định tĩnh. Trên cái cõi phạm thiên tâm định tĩnh. Còn cái sắc thân, cái tâm đấy nó sinh ra cái sắc thân là chiếu sáng rực rỡ. Một cái vị phạm thiên thì có cái sắc thân tỏa sáng rực rỡ, phạm thân chiếu, tỏa chiếu như hào quang. Có ba căn môn là mắt, tai và ý. Cái vị phạm thiên thì chỉ có ba căn, có cái mắt, có tai và có tâm. Cái vị đó không có mũi, không có lưỡi và không có thân. Tại vì vị đó không cần thở nên không cần mũi, không cần ăn cho nên là không cần lưỡi, không cần xúc chạm nên là không cần thân. Tức là vì nó vẫn có thân, có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà cái sắc thần kinh ấy, nó có sắc thần kinh mắt để thấy cảnh, nó có thần kinh tai để nghe tiếng, nó có cái thần kinh ý để suy nghĩ, nhưng mà nó có mũi nhưng mà không có cái sắc thần kinh của mũi, cho nên vị đó không ngửi hương, cho nên là mùi vị không, với vị đó không có giá trị gì hết, mùi gì cũng như nhau hết. Vị cũng vậy, vì nó không bao giờ ăn cho nên là không có cái thần kinh lưỡi. Thân cũng vậy, vì nó không cần phải có cái sự xúc chạm gì cả, y áo ở trên người nó tự động nó có dính chặt vào thân, tỏa sáng rực rỡ vậy. Vì nó không cần phải đi may, cắt may, phải trang phục này kia gì hết. Như các vị phạm thiên có cái sắc thân như vậy thì cái người hành thiền thì sau này sẽ có những cái quả này. Tâm định tĩnh và có sắc thân chiếu sáng như vậy, sinh về một cái cõi không cần ăn như vậy. Cho nên là thường những người hành thiền tự nhiên người ta ăn ít như vậy, nên là chùa chỉ cần ăn 2 bữa là đủ rồi, ngoài cần phải ăn 3 bữa. Bởi vì cái tâm thiền nó định tĩnh như vậy, nó không có những cái tâm năng xăng như bên ngoài, và sau này nó cho ra cái quả như vậy. Cái quả là không cần ăn nữa, không cần ngửi nữa. Cho nên người hành thiền người ta vào đến tứ thiền người ta không cần thở, có ngay cái nhân nó đã như thế rồi, không chỉ đến khi mà lên cái nó trở thành cái quả là nó sẽ khác. Cho nên người hành thiền thì cái lúc hành thiền là cái sắc thân nó cũng đã sáng sủa rồi, và khi mà nó sinh ra cái quả thì cái sắc thân nó chiếu sáng rực rỡ, chiếu sáng được cái sắc thân mà nó thắc quả, nó chiếu sáng. Một vị phạm thiên mà xuất hiện thì nó sẽ chiếu sáng hết cả một cái khu vực này, một cái vùng này. Tại sao cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có cho quả tục sinh, tâm có tâm thức định tĩnh, không có uế của tham dục sân hận, có sắc thân chiếu sáng rực rỡ? Tục sinh vào cõi vô tưởng thì chỉ có sắc mà không có danh. Tức là nếu mà một cái chúng sinh mà sinh vào cái cõi vô tưởng, chúng sinh ở cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có sắc mà không có danh. Tại sao có những cái chúng sinh chỉ có thân mà không có tâm? Tức là những cái người ta đắc thiền xong rồi, người ta có cái ước muốn này. Vì một cái người hành
đến cái thiện nghiệp tứ thiện, xong là người ta khởi cái tâm nhàm chán đối với tâm, đối với danh uổng, vì đó nhàm chán này, vì đó chỉ cần tác ý nè, vì cái có cái tâm này nó rất là mệt mỏi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì suy nghĩ chuyện này, lúc suy nghĩ chuyện khác, lúc thì yêu, lúc thì ghét, hỉ nộ ái ố, nó đầy đủ những cái bệnh tật về tâm, vì đó cảm thấy nhàm chán tâm, sinh ra cái tâm nhàm chán tâm, nhưng mà nó còn tham ái với cái thân, thì vì đó sinh về một cái cõi vô tưởng, chỉ có thân mà không có tâm. Đấy là những cái chúng sinh được gọi là có một cái cõi là cõi vô tưởng. Nếu một cái người nào đang đến tứ thiền mà không thích, mà nhàm chán cái tâm này, thấy cái tâm nó nhiều phiền muội chán trường quá, thì lúc đấy sẽ sinh về cái cõi vô tưởng, chỉ có thân không. Còn cái thức nghiệp vô sắc thì trợ duyên cho cái danh sắc, như thế là thức nghiệp vô sắc cho quả lúc tục sinh thì hóa sinh vào cõi phạm thiên vô sắc, có tâm thức định tĩnh, nương vào khái niệm, không có nương vào vật chất. Thì cho quả sau khi tục sinh cũng như thế. Thế nên cái người mà trú ở trong các tầng thiền vô sắc, thì khi mà nó cho quả có tâm thức định tĩnh, và khi mình chết thì có cái chỉ có tâm mà không có thân. Tại sao cái vô sắc này chỉ có tâm mà không có thân? Thì bởi vì có những cái người khi mà hành thiện nghiệp vô sắc giới, thì bị đó nhàm chán đối với thân mà còn tham ái với tâm. Tức là nhàm chán hẳn cái thân này, thì đó tác ý này, cái thân này có rất nhiều sự nguy hiểm, chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn, đói khát, nóng nặng. Đấy là những cái nguy hiểm của thân, và bị đó nhàm chán. Ngày nào còn cái thân này thì ngày đó còn bất an, ngày đó còn khổ. Ước gì mình có một cái đời sống mà không có thân, nó khởi lên cái tâm đấy, thì vì nó sẽ đáp được các cái tầng thiền vô sắc. Khi đáp được tầng thiền vô sắc rồi, nó cho quả, thì vì nó sinh về cái cõi vô sắc giới. Vô sắc giới chỉ có bốn uẩn thọ tưởng hành thức, thì mệnh trung bị như không có thân nữa. Nên cho nên có những cái chúng sinh thì hữu tưởng, có chúng sinh vô tưởng, có chúng sinh có thân mà thông tâm, có chúng sinh có tâm mà không có thân, có những chúng sinh thì có cả thân cả tâm. Do nhân duyên gì, có người có sắc đẹp sống lâu mạnh khỏe, có người có sắc xấu chết sớm và yếu ớt, có người sắc trung bình sống trung bình và sức khỏe trung bình. Thì đây là cái duyên gì nó trợ, thức gì nó trợ duyên mà khiến cho chúng sinh này ở cái cõi người này, cõi người này có người thì vừa đẹp vừa sống lâu vừa mạnh khỏe, có người thì xấu mà chết sớm yếu ớt là sao. Người mà trong quá khứ tạo nhiều thiện nghiệp thì bây giờ thức tục sinh sẽ trợ duyên sinh ra cái sắc cao thượng như sắc đẹp sống lâu sức khỏe. Trong quá khứ tạo ác nghiệp thì ác nghiệp đó trợ duyên sinh ra sắc xấu chết sớm rồi yếu ớt. Trong quá khứ tạo những cái nghiệp không thiện không ác quá bình thường thì bây giờ nó cũng sinh ra những cái sắc như vậy. Người mà trong hiện tại thường có tâm cao thượng như là từ bi hỷ xả thì những tâm cao thượng đó sẽ trợ duyên sinh ra sắc cao thượng như sắc đẹp sống lâu sức khỏe. Thế thì cái nhân quá khứ nó cũng trợ duyên cho cái sắc đẹp sống lâu sức khỏe, mà cái tâm thức ở hiện tại nó cũng trợ duyên. Nếu như bây giờ mình trong quá khứ mình đã tạo và đã chót tạo những cái ác nghiệp rồi, bây giờ sinh ra là một cái người xấu ốm và mạng sống mong manh, thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào để mà quân bình lại? Thì bây giờ mình phải tạo ra những cái thức cao thượng thì nó sẽ quân bình lại. Cái thức cao thượng đấy nó sẽ tạo ra cái sắc cao thượng, tâm thức ở hiện tại nó sẽ bù đắp lại, nó thành ra một cái người đấy. Người mà trong hiện tại thường có tâm hạ nhiệt như tham sân si thì những tâm hạ nhiệt đó sẽ hỗ trợ sinh ra cái sắc xấu xí ôm yếu chóng chết. Cho nên là có những cái người mà trong quá khứ mình có thiện nghiệp nhưng mà hiện tại này mình lại không có tạo nên được những cái tâm thức cao thượng, thì những cái thiện nghiệp đấy nó cũng sẽ dần dần nó cũng sẽ giảm bớt, và cái tướng bất thiện nó cũng sinh ra. Người mà hiện tại có tâm trung bình không cao thượng không hạ nhiệt thì tâm thức đó cũng hỗ trợ sinh ra không đẹp không trầu không khỏe không yếu, tuổi thọ không ngắn không dài.
Do nhân duyên gì mà có người thường có nội tâm hoan hỷ an lạc, có người có nội tâm buồn phiền khổ đau? Cái nội tâm có người thấy vui ít khổ nhiều không? Nhưng mà có những cái người thấy cuộc đời vẫn nhiều cái niềm vui. Thì không ai giống ai, có người thì niềm vui nhiều mà khổ đau ít, có người thì buồn phiền nhiều mà cái niềm vui vẻ nó ít. Vậy đó là do cái gì nó trợ duyên, nhân gì duyên gì. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, do thức nghiệp quá khứ trợ duyên khiến cho một người không có tâm hoan hỷ an lạc. Thức nghiệp, nghiệp bất thiện ấy. Do thức nghiệp thiện ở quá khứ trợ duyên khiến cho một người có tâm hoan hỷ an lạc. Nghiệp bất thiện trợ duyên khiến cho một người có tâm buồn phiền khổ đau. Vậy thức nghiệp là thiện ác ở quá khứ sinh nên thức quả vui buồn ở hiện tại sinh. Thức nghiệp ở quá khứ là nhân và thức quả ở hiện tại là quả. Đấy là thứ nhất, một cái ý thứ nhất nó là do quá khứ, và một cái ý thứ hai là do tâm thức ở hiện tại. Người có tâm thức hoan hỷ an lạc là do thiện tâm ở hiện tại sinh cho quả. Cái tâm buồn phiền khổ đau là do ác tâm ở hiện tại nó cho quả. Đấy là nó. Vậy thì cái cuộc sống này nó ở trong quá khứ, cái nghiệp ở quá khứ nó cũng tác động một phần, và cái nghiệp ở hiện tại nó cũng tác động một phần. Cho nên là cái vui buồn đấy, nó một phần là do quá khứ nó tác động, một phần là do hiện tại tác động. Nó là do cái tâm thức ở quá khứ nó tác động một phần, và tâm thức ở hiện tại nó cũng tác động một phần. Nên là cái người nào mình cảm thấy trong mình hay gặp những cái chuyện buồn phiền ấy thì phải phải tạo ra cái tâm tâm thiện nhiều thì nó sẽ quân bình lại. Hoặc là nếu như mà cái ở trong quá khứ mình đã tạo được cái thiện nghiệp nhiều nhưng mà hiện tại mình lại khởi lên cái tâm bất thiện nhiều thì dần dần cái quả tốt ấy nó cũng mất đi, mà nó cũng mình cũng gặp những cái điều rủi, những cái điều sầu bi ưu não. Thiện tâm ở hiện tại sinh nên hoan hỷ an lạc sinh, thiện tâm ở hiện tại là nhân, hoan hỷ an lạc là quả. Bất thiện tâm ở hiện tại nên mà sinh nên cái sự buồn phiền đau khổ nó cũng sinh. Cái tâm bất thiện ở hiện tại là nhân mà buồn phiền đau khổ nó cũng là quả. Vậy thì cái thức ở quá khứ nó cũng sinh ra cái quả ở hiện tại này, mà cái thức ở hiện tại này nó cũng sinh ra cái quả ở hiện tại này. Do nhân duyên gì mà một người có sắc tốt đẹp nhưng lại có nhiều phiền muội? Một người có nhân duyên gì mà một người có sắc xấu nhưng lại có tâm an vui? Đấy, có tâm thức, có sắc và danh và sắc. Đấy, người mà có sắc tốt mà tâm nhiều phiền muội là do cái nghiệp trợ duyên cho thức đi tục sinh là một cái nghiệp thiện. Một cái nghiệp thiện nó trợ duyên cho cái tâm thức đi tục sinh. Cho nên cái thức tục sinh ấy nó tạo ra một cái người đấy có những cái sắc nghiệp rất là cao, rất là cao quý. Và nhưng mà cái nghiệp duy trì kiếp sống lại là một cái nghiệp xấu. Có thể là cái nghiệp duy trì cái kiếp sống đấy. Tức là cái người đấy mà lúc còn trẻ ở kiếp trước ấy, lúc còn trẻ thì họ tạo rất là nhiều nghiệp bất thiện, nhưng mà về già họ mới tạo ra được nghiệp thiện. Cho nên là khi mà đi tục sinh, họ đi tục sinh bằng cái nghiệp rất là tốt. Cho nên là khi sinh ra họ làm một người có một cái sắc thân rất là tốt, mạnh khỏe, sống lâu, sắc đẹp. Nhưng mà sau đó thì những cái nghiệp duy trì cái kiếp sống đấy nó lại là cái nghiệp xấu, nó làm cho cái người đấy bị sinh ra nhiều cái bệnh tật, ốm đau, hoặc là cái tâm thức ở hiện tại bị ô nhiễm. Cái người đấy có cái nghiệp tốt nhưng mà do cái môi trường xấu tiếp thu toàn những cái điều bất thiện, cái tâm thức ô nhiễm đấy nó cũng tạo ra những cái, nó cũng tạo thành cho cái tâm bất thiện, nó tạo ra cái sắc hạn liệt, nó làm cho bị thôi xấu. Người có sắc thân xấu mà tâm nhiều an vui là do cái thức nghiệp hỗ trợ cho cái danh sắc tục sinh không tốt đấy. Nhưng mà cái nghiệp duy trì kiếp sống nó lại là cái nghiệp tốt. Lúc mà cái lúc đi tục sinh có thể là lúc đấy khi mà còn trẻ thì nó làm rất là nhiều cái nghiệp thiện, nhưng mà về già lại hay hướng đến những cái nghiệp bất thiện. Còn khi đi tục sinh thì vì đó sinh ra thì
sinh ra bằng một cái nghiệp nó không được tốt lắm, cho nên là cái sắc thân nó không được tốt. Nhưng mà cái nghiệp duy trì về sau này thì vì nó lại toàn gặp những cái cảnh vừa hài lòng, vì nó luôn luôn gặp những cái cảnh hài lòng như ý, thì đấy là cái nghiệp duy trì kiếp sống. Hoặc là cái tâm thức ở hiện tại cũng cao thượng nữa thì nó cũng làm cho người đó có cái đời sống an vui. Tại sao có người có nhiều tài sản nhưng lại có sắc xấu xí, người có ít tài sản nhưng lại có sắc đẹp? Thức thì nó trợ duyên mà nó sinh ra cái người này. Người có nhiều tài sản nhưng mà có cái sắc xấu là do quá khứ làm cái việc thiện với cái tâm vô tham mạnh nhưng mà vô sân yếu, tức là thường thường hay giận dỗi khi làm cái việc thiện đi. Khi mà làm cái việc thiện thì mình có hay giận dỗi, hay giận dỗi cái việc thiện đấy, do cái thức nghiệp vô tham mạnh nhưng mà vô sân yếu, trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản nhưng xấu trí. Tức là cái lúc mà mình đi làm việc thiện thì mình có cái tâm buông xả rất là tốt đấy. Nhưng mà làm xong này mình lại hay khởi lên cái tâm bực bực tức, trong cái lúc mình đi làm việc thiện mình không vui vẻ, cái tâm hoan hỉ nó ít, tâm hoan hỉ nó ít mà cái tâm mà sân ấy thì nó nhiều. Thế là chính cái tâm đấy nó ô nhiễm vào cái thiện nghiệp đấy, ô nhiễm vào cái thiện nghiệp đấy, nó khiến cho cái người đấy sinh ra thì có sắc thân xấu nhưng mà nhiều tài sản. Thì cái này là giống như là trường hợp ở trong cái chuyện tiền thân ấy, có vị Bồ Tát ấy, khi mà đi cúng dường một vị độc giác Phật ấy, dường cúng xong người lại khởi lên cái tâm sân đấy lại. Thì khi nào mà sinh ra thì kiếp sau sinh ra là một người vô cùng xấu xí, xấu xí bởi vì cái lúc mà cúng dường ấy sinh ra cái tâm sân đấy, nhưng mà lại là một người rất là giàu có, nó có nhiều tài sản. Thì trong cái lúc mà làm việc thiện vậy, cái tâm có hào phóng nhưng mà lại có cái tâm này thì nó sinh ra cái sắc xấu xí nhưng mà có nhiều tài sản. Cái thức nghiệp có vô tham mạnh, vô sân yếu là nhân, người có nhiều tài sản nhưng xấu xí là quả. Người có ít tài sản nhưng có sắc đẹp là do trong quá khứ tạo thiện nghiệp với tâm vô tham yếu nhưng vô sân mạnh, có ít tài sản nhưng mà lại có nhiều sắc đẹp, tạo cái thiện nghiệp vô với cái tâm vô tham yếu nhưng vô sân mạnh, tức là có cái tình thương nhiều nhưng mà giúp đỡ thì ít. Tức là cái người đấy mình thấy ai khổ cũng thương, ai khó cũng thương, nhưng mà cái tâm bỏn sẻn không muốn giúp ai cái gì cả, không muốn giúp ai cái gì cả, cho thì tiếc nhưng mà thân người ta khổ thì thương. Thì cái tình trạng đấy nó khiến cho do thức nghiệp vô tham yếu vô sân mạnh, trợ duyên khiến cho một người ít tài sản nhưng có sắc đẹp. Vì cái tình cảm có cái lòng từ bi thương tưởng thì nó sẽ tạo ra một cái tâm có rất là đẹp, một cái sắc thân đẹp. Nhưng mà do cái tâm bỏ sẻ cho nên nó tạo thành cái người đó khó khăn về vật chất. Hỏi do thức gì trợ duyên khiến cho một người có trí tuệ nhưng không có sắc đẹp, một người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ, có người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, có người vừa không có sắc đẹp vừa không có trí tuệ? Thì trí tuệ là danh mà sắc thì là sắc. Vậy thì cái thức gì nó trợ duyên khiến cho có bốn hạng người này? Thì nó trợ duyên người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp quá khứ vô sân yếu vô si mạnh trợ duyên. Cái người có cái vô sân, khi mà mình làm một cái việc gì đó với một cái tâm vô sân thì rất là mạnh, người đó không có sân nhưng lại vô si, lại rất là yếu, tức là cái người đó thì có cái tình thương, có tình thương làm ai cũng giúp đỡ nhưng mà lại không không biết phân biệt, không biết phân biệt người nào tốt người nào xấu, ai giúp hết. Thì nó sẽ trợ duyên nó sinh ra thành một cái người do thức nghiệp vô sân yếu vô si mạnh nên là cái người có trí tuệ. Nhưng mà người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp quá khứ vô sân yếu, tức là cái tâm sân nó mạnh, vô si mạnh,
tức là cái người đấy là làm một cái có cái lý trí, một cái người rất là giàu lý trí nhưng mà nó thiếu tình thương, thì nó sẽ sinh ra cái tâm này, cái người đó có cái trí tuệ mà rất là nhạy bén hay phân tích, thì vì đó thấy ai cũng có lỗi, ai cũng có lỗi, cho nên chẳng muốn giúp ai hết, người nào cũng là người xấu, người nào cũng người xấu, giúp làm gì, này nó đầy tật xấu, muốn giúp thấy người kia khổ mà nó nhiều cái tính xấu, cho nên là nó bị nó đáng như thế, nó đáng đời, không có giúp ai cả. Thì cái người này là người giàu trí tuệ quá, nhìn ai cũng thấy lỗi của người ta, cho nên là không muốn giúp ai hết. Cho nên cái người này thì khi mà cái thức nghiệp này nó trợ duyên, chính là một cái người rất là có trí tuệ nhưng mà tâm xấu, vì luôn luôn nhìn cái xấu của người khác, luôn luôn đi quan sát cái mặt xấu của người khác, cho nên là cái xấu ấy nó ám vào trong thức, cho nên là sinh ra kiếp sau nó có cái sắc xấu nhưng mà trí tuệ vẫn tốt. Nhưng bây giờ ai học giỏi mới xấu là cái người có tính này. Người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô sân mạnh nhưng mà vô si yếu. Vô sân mạnh, vô si yếu tức là cái người rất là giàu tình cảm nhưng không có lý trí, thương người nhưng không biết ai tốt ai xấu. Đây là cái người mà các bạn thương, ai quý, ai giúp, nhưng mà ai cũng là người tốt, ai cũng là người tốt hết, ai là người như vậy, ai cũng là người tốt, thế là ai cũng muốn giúp. Thì cái người này thì nó cái tâm từ rất là mạnh, tâm từ thì không bao giờ để ý đến cái mặt xấu của người khác, chỉ có để tâm đến cái mặt tốt của người khác. Cho nên là chỉ thấy ai cũng tốt đẹp, cho nên người đấy sinh ra rất là đẹp, rất là đẹp, nhưng mà lại cái này rất là kém, cái trí tuệ lại kém, bởi vì cái tình cảm nó nhiều thì lý trí nó kém đi, thì nên trí tuệ lại thấp, không biết phân biệt ai tốt ai xấu, thì giúp cả người xấu, đỡ cả người xấu luôn. Thức nghiệp vô sân mạnh, vô sĩ yếu là nhân, người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là quả. Cho nên là nhiều người đẹp nhưng mà ngu ngơ không biết gì hết à. Người vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp là do thức nghiệp ở quá khứ vô sân mạnh, vô si mạnh, tức là người vừa có tình thương vừa có lý trí, tức là cái tâm nó quân bình. Cái người mà có cái tâm nó quân bình khi mà làm cái việc gì cũng biết, đấy gọi là thiện tâm hợp trí tuệ, làm cái việc gì nhưng mà phải đi kèm với trí tuệ, thấy ai cũng phải thấy được cả hai mặt, người này có cái điểm tốt có điểm xấu, xong là bắt đầu mới 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 mới, mới so sánh là cái xấu với cái tốt, cái gì nó trội hơn. Cái người có trí tuệ thì quân bình được cả như vậy, người mà không có trí tuệ thì không quân bình được. Cái người có cái trí tuệ quân bình được như vậy thì là cái người đấy, cái thức tục sinh đấy nó sẽ sinh ra là một cái người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, vô sân cũng mạnh mà vô si cũng mạnh là nhân, thì cái người đấy sẽ có sắc đẹp và có trí tuệ. Người vừa xấu vừa ngu là do thức nghiệp đi kèm với vô sân yếu, vô si yếu, tức là cái người này sân cũng nhiều mà si cũng nhiều, tức là cái người vừa không có tình thương vừa không có trí tuệ gì hết, không có thương ai mà chẳng biết là ai tốt ai xấu gì hết, chỉ biết đến bản thân mình thôi, miễn là mình làm sao tốt đẹp là được, mình làm sao an vui tự tại là được, không cần quan tâm đến người khác, không cần làm cái việc gì tốt hết. Thì cái người này thức nghiệp vô sân yếu, vô di yếu là nhân, trợ duyên cho một người vừa xấu vừa ngu là quả. Tại sao người vừa có nhiều tài sản vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, có người vừa ít tài sản vừa ít sắc đẹp vừa ít trí tuệ? Cái này thì dễ quá, do thức nghiệp đi kèm vô tham vô sân vô si mạnh, trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản, nhiều sắc đẹp, nhiều trí tuệ. Còn thức nghiệp mà đi kèm với vô tham vô sân vô si yếu, trợ duyên khiến cho một người ít tài sản, ít sắc đẹp và ít trí tuệ. Đấy là do cái tâm nó thế, một cái tâm bao giờ một cái tâm nó khởi lên nó có thế, hoặc là vô tham vô sân mạnh, hoặc vô tham vô sân vô si yếu, hoặc là trong những cái nội tâm này nó có tâm mạnh có tâm yếu, cho nên là sinh ra ở đời nó có sự sai khác như vậy.
cuộc đời đó là cái quả của những cái nghiệp như thế. Tại sao có người khi còn trẻ thì nhiều tài sản sắc đẹp trí tuệ, nhưng khi lớn tuổi lại hết tài sản, hết sắc đẹp, hết trí tuệ? Hay có những người như vậy không? Lúc còn trẻ thì rất là đẹp, nhưng già lại còn đẹp không? Lúc còn trẻ thì rất là thông minh, nhưng mà già còn thông minh nữa không? Lúc còn trẻ thì có tài sản mà chết rồi thì tiêu tan hết, à, đến lúc già tiêu tan hết. Cái người này là làm sao? Cái nghiệp gì nó xui khiến cho cái người này còn trẻ thì thế là cái nhân. Do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham vô sân vô si mạnh trợ duyên khiến cho lúc còn trẻ có nhiều tài sản sắc đẹp trí tuệ, mà do cái nghiệp hiện tại đi kèm với tham sân si mạnh trợ duyên khiến cho cái người đó càng lớn thì tài sản sắc đẹp và trí tuệ càng tiêu tan. Có cái nghiệp tốt nhưng mà không biết giữ, không biết bảo vệ, không biết bảo vệ thì nó mất hết. Ví dụ mình giờ có sắc đẹp nhưng mà không biết bảo vệ, có tài sản nhưng không biết bảo vệ, có trí tuệ mà không biết bảo vệ, không biết bảo vệ nó thì càng ngày nó càng mất đi. Do hiện tại mình không thận trọng, không biết duy trì, không biết phát triển thì nó hết. Do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham vô sân vô si yếu khiến cho một người lúc còn trẻ thì tài sản sắc đẹp trí tuệ có ít, tức là cái thức nghiệp ở quá khứ, cái nghiệp quá khứ là thì rất là kém, vô tham vô sân vô si mạnh, cho nên là tài sản sắc đẹp trí tuệ đều kém, tức là lúc mà mới sinh ra thì rất là xấu, rất là nghèo, tức là sinh ra vừa xấu xí vừa con nhà nghèo, không là đấy, vừa ngu dốt không được học hành gì cả. Nhưng mà khi mà lớn lên thì do thức nghiệp hiện tại đi kèm với vô tham vô sân vô si mạnh, nhưng mà vì cái thiện tâm ở hiện tại, do cái người đó có cái nỗ lực tu rèn luyện cái tâm ở hiện tại mạnh, cho nên là khiến cho một cái người đó càng lớn càng nhiều tài sản, nhiều sắc đẹp và nhiều trí tuệ. Thì cái này nó là do cái người này người ta đã tạo ra, do cái nỗ lực ở hiện tại nó cũng tạo ra được cái phước, cho nên là cái phước ở quá khứ nó cũng là một phần nó tác động ở quá khứ, và một phần nó là do nó người đó kiến tạo ở hiện tại. Cho nên là cái người nào mà thấy mình có phước, nó làm mọi việc nó dễ dàng thì đấy là do cái nghiệp ở quá khứ nó hỗ trợ. Còn có những cái người thì mình phải vất vả, do cái nghiệp quá khứ nó không hỗ trợ thì cái nỗ lực ở hiện tại này, mình phải nỗ lực ở hiện tại này để mà mình tạo nên cái phước cho mình thôi. Cho nên là có những cái người thì cuộc sống nó rất là dễ dàng, có người thì cuộc sống nó khó khăn, có người thì trước thì dễ dàng nhưng sau thì khó khăn, có người thì trước thì khó khăn nhưng mà đằng sau đó thì lại dễ dàng. Tại sao có người từ nhỏ đến già đều thiếu thốn tài sản, thiếu thốn sắc đẹp, thiếu thốn trí tuệ? Có người từ nhỏ đến già đầy đủ tài sản, đầy đủ sắc đẹp và đầy đủ trí tuệ. Do thức nghiệp quá khứ, do nghiệp quá khứ và thức nghiệp hiện tại đi kèm với vô tham vô sân vô si mạnh nên suốt đời thiếu thốn. Quá khứ cũng tham sân si, hiện tại cũng tham sân si, thì cái người đấy sẽ hết phước, suốt đời không tạo được phước. Quá khứ không tạo phước, hiện tại cũng không tạo phước thì hết. Một cái người khởi đến tham sân si thì có đi làm phước không? Tham này còn muốn chỉ có tạo tội đâu có tạo phước, mà tạo sân này cũng thế, tâm si cũng thế. Chỉ có người nào mà khởi lên tâm vô tham vô sân vô si mới đi tạo phước, mới đi làm phước. Cho nên là cái việc thiện nó chỉ đi kèm với vô tham vô sân vô si. Cho nên là người nào mà thay đổi cái tâm thức là thay đổi hết cái mạng sống, cái cuộc đời của người đó. Thức nghiệp ở quá khứ và thức nghiệp ở hiện tại đều vô tham vô sân vô si mạnh nên suốt đời đầy đủ. Ở quá khứ người ta cũng tạo phước, hiện tại người ta cũng tạo phước. Quá khứ cũng có cái tâm cao thượng mà hiện tại cũng có tâm cao thượng, thì cái người đấy sẽ trọn vẹn một cái cuộc sống đầy đủ hết. Quán thức duyên danh sắc để làm gì? Tại sao phải quán cái pháp này? Thức duyên cho danh sắc, quán cái pháp này thì có lợi ích gì? Để hiểu rõ cái bản chất sự thật của cái thân và tâm này có cái sự trợ duyên lẫn nhau, thân và tâm nó có cái sự hỗ trợ cho nhau,
Trong kiếp quá khứ, nếu một người phát triển được những tâm thức cao thượng, đạo nghiệp cao thượng, thì cái thức nghiệp ấy sẽ hỗ trợ cho tâm tục sinh vào cõi cao thượng, sắc thân tốt đẹp và thường được tiếp nhận những điều như ý. Trong cuộc sống hiện tại, nếu một người siêng năng phát triển những thiện tâm, thì những cái thiện tâm cao thượng ấy cũng sẽ trợ duyên sinh ra những cái sắc trong sáng do cái tâm sinh, và tâm ý cũng thường được an vui tự tại. Đấy là cái những cái tốt ở trong quá khứ thì nó sẽ tốt ở hiện tại, cái những cái điều tốt ở hiện tại nó cũng tốt ở hiện tại, mà nó có tốt ngược lại quá khứ được không? Nó có tốt cho tương lai được không? Nó sẽ tốt cho tương lai được, nó chỉ không đi ngược lại quá khứ được thôi. Trong kiếp sống quá khứ, nếu phát triển những cái tâm hạ nhiệt như tham sân si và tạo những cái bất thiện nghiệp, thì cái tâm thức hạ nhiệt ấy sẽ hỗ trợ sinh ra một kiếp sống mới có sang thân xấu và cõi thấp kém khổ sở. Còn hiện tại này mà thường khởi nên những phiền não ô nhiễm, thì những tâm ô nhiễm đấy lại sinh ra những cái sắc ám muội, khiến sinh ra nhiều bệnh tật xấu xí và chết sớm. Vậy bây giờ muốn phát triển được những tâm cao thượng, vô tham, vô sân, vô si, và diệt trừ được những tâm hạ nhiệt tham sân si thì phải làm gì? Thì tất cả những cái đời sống cao thượng là do tâm cao thượng nó tạo ha. Cái đời sống khổ đau hạ nhiệt là do tâm tham sân si hạ nhiệt nó tạo ra, nó trợ duyên, nó sinh ra cái duyên. Vậy thì bây giờ một cái người mà hiểu ra được cái tâm thức như vậy rồi, cái tâm thức nó rất là quan trọng, nó tạo ra được cả những cái cảnh giới tốt mà nó tạo ra cảnh giới xấu. Bây giờ muốn diệt trừ được cái tâm đấy, muốn phát triển được những tâm cao thượng đi, những cái tâm cao, diệt trừ những cái tâm hạ nhiệt, phát triển tâm cao thượng thì phải làm gì? Thì phải hành thiền, phải nỗ lực hành thiền. Thực hành thiền định thì sẽ đè nén được tham sân si, làm cho thức nghiệp vô tham vô sân vô si phát triển mạnh. Đấy, nếu mà thực hành thiền định thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm tham sân si này, nó làm cho tâm vô tham vô sân vô si phát triển lên rất là mạnh. Nếu mà thực hành thiền tuệ thì sẽ đi đến diệt trừ được tham sân si. Người nào mà thực hành và giải thoát khổ đau sinh tử thì chỉ còn mỗi cái con đường là hành thiền thôi mà thôi, không còn cái con đường nào khác. Ngày mai có được hành thiền ha, ai mà hành thiền thì khổ đau phải cố mà chịu, ai hành thiền là sẽ đi đến hết khổ đau. Hết bài hôm nay là thức duyên hành sắc, sau là danh sắc duyên lục nhập, danh sắc duyên sáu xứ. Hồi hương, ý tâm bùn nhâm.